Cô gái luôn cảm thấy mình xấu xí, và không ai muốn mình nên không dám bắt chuyện cho đến khi tốt nghiệp. Không ngờ chàng trai mà cô thầm yêu đã đưa cô về nhà chỉ sau hai lời nói. Ed đã bồn chồn nhưng Annie vẫn muốn gột rửa mùi cũ và trốn vào phòng tắm. Annie bình tĩnh lại và cuối cùng quyết định theo đuổi tình yêu này. Tuy nhiên, khi chuẩn bị sẵn sàng và mở cửa, Ed đã mặc quần vào và định rời đi. Hai người có chút xấu hổ nhưng vẫn ngồi xuống. Annie cho biết cô không giỏi việc này lắm và mỗi khi đi ngủ, dù khóc hay cười đều rất phấn khích. Đêm lễ tốt nghiệp, hai người ôm nhau ngủ mà không có chuyện gì xảy ra. Có một số tình cảm luôn được kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng cuối cùng vẫn cuộn tròn và chôn sâu trong lòng. Họ cũng làm tình với nhau, và mỗi người có thỏa thuận gặp nhau vào ngày 15 tháng 7 hàng năm. Một năm sau, ngày 15 tháng 7 năm 1989, Annie dự định đến London để theo đuổi ước mơ viết lách, còn Ed muốn đến Ấn Độ để theo đuổi tự do. Trước khi rời đi, Ed yêu cầu anh gọi điện thường xuyên và nén cười khúc khích. Annie thầm vui mừng, cô cảm thấy chỉ cần giữ liên lạc thì tình yêu của cô sẽ bền lâu. Tuy nhiên, một năm sau, giấc mơ của Annie tan vỡ. Để kiếm sống, cô làm bồi bàn trong một nhà hàng. Ngoài ra còn có một diễn viên hài tên Ian, ngày nào cũng kiên trì theo đuổi Annie, nhưng trái tim Annie vẫn tràn ngập hình ảnh Ed. Và ngày nào cô cũng ở trong bếp, trong mùi khói dầu nồng nặc, công việc máy móc dần làm cô kiệt sức. Annie gọi điện để tâm sự với Ed rằng, London áp lực đối với bọn họ vốn đã quá lớn, nhưng Ed lại đang tận hưởng thời gian. Anh yêu cầu Annie chịu đựng thêm một chút nữa thì cô ấy sẽ được toại nguyện. Tình cờ, Annie bị ngắt kết nối vì không đủ xu, Ed nóng lòng muốn tiếp tục vui chơi. Nhưng Annie chỉ có thể nói một câu, Ed 25 tuổi đã gia nhập đài truyền hình, còn Annie vẫn bị mắc kẹt trong nhà hàng tối tăm. Như thế Ed có thể nhìn thấu tâm trí cô, anh cẩn thận ôm Annie vào lòng và hôn lên đầu cô, động viên và an ủi. Rồi cũng khuyên Annie nên bỏ nghề bồi bàn vì tài năng của cô không nên nằm ở việc phục vụ các món ăn. Vì vậy, để giúp Annie lấy lại niềm tin, Ed đã đưa Annie đến bãi biển nghỉ dưỡng vào ngày 15 tháng 7 năm 1992. Lúc này, cả hai vẫn lựa chọn duy trì tình bạn. Họ đã đạt được thỏa thuận rằng họ sẽ ngủ phòng riêng mà không tán tỉnh nhau. Annie gần như không thể khống chế được cảm xúc của mình. Cuối cùng cô đi xuống nước để thoát khỏi cơn cảm xúc cuồng cuộn trong người mình. Hai người nhớ lại địa điểm gặp nhau vào đêm tốt nghiệp, tận hưởng làn gió biển trong quán rượu. Hai người còn hơn tình nhân, nhưng không phải người yêu. Họ đi từ quán rượu đến bờ biển, nơi khói thuốc thoang thoảng. Ed phá vỡ thỏa thuận, cởi bỏ quần áo nhảy thẳng xuống nước. Rượu ảnh hưởng đến cảm xúc nên Annie cũng bình tĩnh nhận lời. Nhảy xuống nước, hai người chơi đùa, mặt trời cũng ngượng ngùng trốn đi, mặt nước hơi phồng lên, hoàng hôn ửng hồng. Ed nói rằng anh luôn nhớ Annie, điều này khiến Annie bộc phát sự thôi thúc. Sau đó Ed nói với cô ấy, Annie trở nên buồn bã và che đậy sự mất mát nội tâm của mình bằng một nụ cười. Cô không thể nhìn thấu được suy nghĩ thực sự của Ed, cô chỉ có thể nhìn thấy mặt nước gợn sóng và hỗn loạn, dù là dòng nước hỗn loạn hay trái tim của chính cô đang rối loạn. Annie đẩy Ed xuống nước, rồi cô nhận ra sự hỗn loạn là do trái tim mình gây ra. Đêm hai người ngủ chung giường, trong tầm tay dễ dàng nhưng không ai hẹn trước. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai đều là những kẻ hèn nhát về tình cảm. Vào ngày 15 tháng 7, 3 năm trước, Ed đã trở thành người dẫn chương trình. Ngày nào anh cũng được vây quanh bởi những người đẹp nóng bỏng. Cuộc sống neon và đầy màu sắc khiến Ed say sưa. Nhưng anh cũng sẽ gọi khi cần đến Annie, rồi cũng sớm cúp điện thoại. Có lẽ cảm thấy mình quá bẩn thỉu, không dám nhúng tay vào. Có lẽ khi càng trân trọng tờ giấy trắng hoàn hảo của Annie, thì anh ấy càng ít dám chạm vào nó một cách dễ dàng. Nhưng năm sau, Ed chán nản, người mẹ thân yêu nhất của anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Khi anh trở về nhà, đôi mắt của Ed đầy bất lực, nhưng đôi mắt của mẹ anh lại tràn đầy thất vọng đối với anh. Anh hy vọng con trai mình mỗi ngày sẽ không dừng lại, giống bố anh được coi là một người đàn ông tốt và trung thành. Đồng thời, bố cũng rất bất mãn với Ed, tịch thu xe trên đường về và cảnh cáo anh sau này không được quay lại gặp mẹ anh nếu sau này lại cư xử như vậy. Lời trách mắng của bố mẹ khiến Ed chợt nhận ra rằng hôm nay anh lại lỡ hẹn với Annie. Tuy nhiên, Ed rốt cuộc đã muộn một bước. Ian nhân cơ hội hẹn gặp Annie, hai người cùng nhau xem phim và ăn tối. Khi ra ngoài trời bắt đầu mưa to, đôi khi số phận giống như một trận mưa lớn, khó lường. Lần này, cô chọn cách cùng Ian về nhà và cùng nhau lao vào đêm mưa. Vào ngày 15 tháng 7 năm 1995, Annie đã quen với Ian và trở thành giáo viên. Tuy nhiên, cô vẫn xem chương trình của Ed và thường xuyên xem thần thơ truyền hình với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Năm nay, Ed mất mẹ vì chương trình quá vô lý và thô tục nên anh còn bị đánh giá là vua của những chương trình dở tệ. Ad Ba chủ động gọi điện cho Annie nhưng Annie chỉ có thể kiên nhẫn an ủi anh. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đến ngày 15 tháng 7 năm 1996, Ed hẹn gặp Annie. Mặc dù Annie đã ăn mặc cẩn thận để tham dự, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn được hai người ngày càng xa cách. Ed vẫn phóng túng như cũ và tiếp tục hòa giải với người phụ nữ xinh đẹp trước mặt Annie. Thậm chí còn nói về công việc của Annie trong cuộc trò chuyện. Ed mô tả những người có tài, chỉ những người không có tài mới dạy học. Một câu nói khiến Annie tức giận ngay tại chỗ. Cô bước ra ngoài và nói rằng anh ta chỉ là một thằng xàm lông.
Ed giải thích với anh rằng anh đã hoàn toàn đánh mất chính mình khi không có mẹ và Annie trong nhiều năm qua. Nhưng Annie cũng nói với anh rằng cô chưa bao giờ quên khoảng thời gian vui vẻ bên anh. Bây giờ để thoát khỏi ảo tưởng với một người mình không yêu, anh muốn thoát ra nhưng lại phát hiện mình đã trở thành tù nhân. Anh quay lại ôm lấy tôi, anh yêu em rất nhiều rồi họ lấy nhau. Kết quả là vợ anh thường xuyên giao con gái cho anh. Sau đó cô đi dự nhiều bữa tiệc rồi về muộn, thậm chí không về nhà. Ed cuối cùng cũng phát hiện ra bí mật của vợ mình. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được 2 năm rồi kết thúc vội vã. Không có gia đình, Ed trở nên hốc hác, tóc bù xù, râu không cạo và khuôn mặt đầy dầu. Và có thể thấy các hành khách đều hết sức chú ý. Nhìn cuốn sách do Annie xuất bản, Ed cũng cảm thấy vui mừng và tự hào. Khi gặp lại Annie, cô để tóc ngắn, diện mạo hoàn toàn mới, nhìn Ed lộn cuộn. Annie không chịu nổi nên nói với anh rằng, anh có thể dùng loại kem dưỡng da năng lượng đen này, rất phù hợp với khuôn mặt của anh. Ed nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân ốm yếu của đối phương, cố gắng vén lên bức màn đã ngăn cách hai người suốt 15 năm. Nhưng Annie nói với anh rằng cô đã có một bạn trai. Người đàn ông là một nghệ sĩ piano đẹp trai, quyến rũ và nổi tiếng. Dọc đường đi, Ed ghen tị với người đó, anh chỉ có thể vò nát tấm áp phích của nghệ sĩ piano thành một quả bóng. Hơn nữa, anh không còn cách nào khác, ngoài việc nhìn Annie sắp trở thành người yêu của một người đàn ông khác. Ed bỏ mặc cô, lang thang không mục đích trên đường phố, không biết đi đâu, tìm đâu, nhưng đồng thời anh cũng hiểu ngay từ đầu mình đã làm tổn thương Annie sâu sắc đến mức nào. Annie ở trong phòng biểu diễn cũng bối rối, cô hiểu rằng nếu lần này hai người lại chia tay nhau, thì có thể đó là lần cuối cùng họ gặp nhau trong cuộc đời này. Hai người không còn là trẻ con nữa. Hàng hẹn hò, sau đó đi xem phim sau bữa tối. Annie không hề trì hoãn việc đạp xe, nhưng khi cô đang chuẩn bị lao ra con đường vui vẻ thì một tai nạn đã xảy ra. Bên kia Ed vẫn rất mong chờ, thậm chí nghe tin nhắn cũng thấy thích thú. Trái tim Ed mong chờ đến mức anh không biết rằng cơn mưa ngoài cửa sổ lúc này sẽ là những giọt nước mắt sẽ rơi suốt quãng đời còn lại của anh. Một cơn mưa nhẹ không bao giờ nguôi ngoai đã đốt cháy mọi thứ trong trái tim Ed. Anh dường như đã mất hết ý thức, ánh sáng ấm áp duy nhất của con gái anh không thể soi sáng được. Trái tim Ed chợt run lên, anh nhìn người cha già vốn chưa bao giờ quan tâm đến mình, hóa ra sâu trong lòng cha luôn nở một nụ cười đen tối và lạnh lùng. Vào một ngày nắng đẹp ngày 15 tháng 7 năm 2008, Ed mở một cửa hàng trái cây. Vào ngày này, Ian tình cờ gặp anh ở đây. Ian nói rằng anh ấy từng rất ghét Ed, mặc dù bây giờ nó đã biến mất nhưng chỉ có anh mới có thể khiến Annie hạnh phúc. Đây đã là một sự thật không thể phủ nhận. Một câu nói đưa Ed trở lại buổi sáng đêm tốt nghiệp, hai người dậy sớm, rẽ mây mù để ngắm cảnh đẹp trên đỉnh núi, trong đó chứa đầy ngàn chữ trong mây dài vô tận. Những điều muốn nói, tiếng cười, thời gian và không gian hòa quyện giữa Ed với con gái, ông nói với con gái rằng Annie là người tuyệt vời nhất mà ông từng có.